Xin chào các bạn. Tatsugi sau khi bị chê là gầy gò ốm yếu thì cô ấy đã quyết tâm vào phòng tập gym và trở thành một lực sĩ. Video này tôi sẽ cho các bạn thấy phiên bản lực sĩ của Tatsugi trông sẽ như thế nào. Mời các bạn xem video. Cũng như tất cả các video về vẽ thì tôi sẽ chuyển sang phần tô màu trước các bạn nhé. Khi vẫn là ở bản vẽ thô đen trắng này thì không biết các bạn có nhận ra Tatsugi không nhỉ? Chắc là có nhỉ. Kính màu đỏ, tóc màu nâu đen. Trong tất cả các nhân vật nữ của One Piece thì tôi thấy Tatsugi này có một khuôn mặt xinh và hiền dịu. Khác với một số nhân vật nữ khác thì cũng xinh nhưng mà người ta xinh theo cái kiểu rất là mạnh mẽ. Ở đây cô nàng Tatsugi xinh hiền dịu đã được tôi biến thành một cô nàng trông khá là bập trận. Tôi sử dụng màu tím làm áo cho cô ấy. Màu tím vẫn là cái áo đặc trưng cô ấy hay mặc đấy. Màu tím có hoa vàng vàng đấy. Thường thì các nhân vật nữ tôi không làm cơ bắp to đến mức như thế này. Nhưng trong một phút ngẫu hứng thì tôi đã cho Tatsugi có một cơ thể mà nhiều đấng mày râu còn phải mong ước. Nếu mà ở hạng cân 50kg mà cô ấy đi thi thể hình thế giới thì chắc chắn cô ấy sẽ lọt vào top 3 đối với cơ thể như thế này, mà có khi còn giành huy chương vàng ấy chứ. Để tăng tốc hoàn thiện sản phẩm thì tôi đã quyết định lấy đối xứng của phần cơ thể bên phải sang phần bên trái các bạn nhé. Đấy, lúc nãy tôi quên mất cái phần tóc này chưa tô màu đen. Không giống như các vận động viên thể hình nam thì chỉ mặc một cái quần bên dưới, các vận động viên thể hình nữ thì thường sẽ mặc hai mảnh. Nhưng mà đối với nhân vật này, nếu mà cho mặc hai mảnh thì cô ấy sẽ rất quyến rũ. Tôi sợ rằng quyến rũ quá thì không nên, nên là tôi đã quyết định cho cô ấy mặc một bộ một mảnh liền từ cổ xuống đến nách, kéo dài xuống đến gót chân và chỉ để lộ bả vai và hai cánh tay. Tuy rằng như thế nhưng mà bộ đồ tập gym nó vẫn nổi lên cái phần cơ bắp của cô ấy. Tôi xin lỗi các bạn là fan hâm mộ của Tatsugi. Bộ phận những người hâm mộ cô ấy thường quen với vẻ dịu dàng. Tôi đã biến cô ấy thành như thế này. Có thể đấy sẽ là một điều thú vị mới cho các bạn.
Đây, sản phẩm đây. Còn trước đó thì tôi đã phải vẽ phần thô như thế này. Đối với các bạn yêu thích hội họa, yêu thích vẽ manga, các bạn hãy theo dõi để tìm ra cho mình một cách vẽ phù hợp nhất. Gì thì các bạn vẫn phải vẽ những cái nét chính trước, sau đó mới phát triển ra các cái phần phụ sau. Đặc biệt đó là phần sống mũi trước này, sống mũi này, hai cái mắt này, có cái miệng đấy. Đấy là những phần chính để bộc lộ khuôn mặt. Sau đó đến viền mặt này, tóc này, rồi các phụ kiện như nhân vật này thì có thêm kính. Trước đến giờ tôi theo dõi và đọc khá nhiều manga, anime nhưng tôi chưa thấy nhân vật nữ nào mà ngực bé cả. Trời ơi, nhân vật nào ngực cũng bự khủng luôn. Như cái động tác mà giơ hai tay như này là một động tác bắt buộc trong phần thi thể hình phải không các bạn? Để việc tạo hình được nhanh hơn thì tôi quyết định lấy đối xứng một số bộ phận trên cơ thể của Tatsugi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Cảm ơn.